bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chú ong của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để làm một chú ong màu vàng này kết hợp với màu đen này. Và chú ong này thì sẽ có cái cánh màu xanh lá cây nữa bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng cộng là xanh, đỏ này, trắng này, vàng và đen, là tổng cộng chúng ta sẽ cần có 5 màu nha các bạn. Tiếp theo nhé, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bút mực đen này. Tiếp theo thì mình có kéo này, mình sẽ có thêm một cái bút chì này, và cuối cùng thì sẽ là dùng bằng keo nhé. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái phần từ đầu bút vàng trước để mình sẽ vẽ cái phần đầu của cái chú ong này nhá. Thì cái chú ong này có cái phần đầu khá là tròn nha các bạn. Mình sẽ vẽ cái phần đầu của chú ong này. Mình sẽ cắt cái phần đầu thành tròn của chú ong. Cái chỗ ong này có cái phần đầu khá là tròn như thế này nhá. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cho cái chỗ ong này cái phần thân đúng không? Cái phần thân màu đen nhé. Và nó sẽ có một cái đuôi rất là nhọn như các bạn. Để mà nó mà tiêm vào thì rất là đau đúng không? Thì mình sẽ cắt cái phần đuôi ra. Đây sẽ là cái phần thân của nó nhé. Tiếp theo này, cái phần thân này thì nó sẽ có hai màu, và nó sẽ còn có thêm cả cái phần màu vàng nữa. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần từ đến màu vàng này. Mình sẽ cắt cái phần màu cong này. Mình đã cắt nó hơi ngắn rồi.
Bây giờ mình sẽ dán cái phần đầu này lên trên cái phần thân nhé. Dán lại cái chỗ ong này, nó sẽ có cái phần đầu khá là to so với cái phần thân như thế này. Bây giờ mình sẽ đi cắt cho cái chỗ ong này hai cái cánh. Mình sẽ lấy những cái đường như đỏ thôi. Mình sẽ cắt hai cái phần cánh cho cái chú ong như này nhé. Cánh trên nó sẽ hơi to hơn một chút như này. Bên dưới rồi bây giờ mình sẽ đi vẽ cái phần mặt cho cái chú ong này, hoặc là mình sẽ cắt một cái lông xanh trước nhé. Mình sẽ vẽ cái phần lông xanh này. Mình sẽ cắt cái nơ này ra và mình sẽ dán lên đầu của chú ong nhé. Các bạn sẽ cắt cả cái phần viền lên để nhìn cho nó rõ. Mình sẽ vẽ cái mặt cho cái chú ong này. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái chú ong rất là dễ thương như thế này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.